Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Cơ sở điện tử Tâm, hotline 0942262345. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một dòng sản phẩm camera ngụy trang thì cục sạc pin dự phòng H12 hàng mới nhất năm 2022 luôn. Đây là mẫu sạc dự phòng H12 nhá, cao cấp nhất, có thể vừa sạc mà bằng dây này, có thể vừa sạc không dây này. Mắt cam thì cầu lồi, góc quay chiều rộng và có 6 cái mắt hồng ngoại đen quay đêm. Cái loại này thì có thể xem được từ xa qua điện thoại cũng như là kết nối 3G, 4G các bạn nhé. Ngoài ra thì trong quá trình quay thì nó vẫn có thể thu được cả hình và tiếng và vẫn có thể sạc được điện thoại như bình thường luôn. Thì đây là cái dòng mẫu sạc dự phòng mới nhất hiện nay tại bên đơn vị nhà mình cũng như là trên thị trường. Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm đến một dòng sản phẩm thiết bị camera ngụy trang siêu kín đáo, siêu nét thì các bạn có thể tham khảo cái mẫu sạc viên dự phòng H12 này, đảm bảo không làm các bạn thất vọng. Các bạn nào có nhu cầu quan tâm tham khảo đến dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại hoặc Zalo 0942262345, hoặc là các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp một trong hai cái cơ sở trên cái thẻ bảo hành này với mình để xem hàng, thử hàng và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng nhà mình. Ngoài ra thì tất cả những khách hàng nào mà ở tỉnh lẻ, ở xa, không có thời gian, không có điều kiện đi lại thì bên mình nhận ship hàng trên toàn quốc và tất cả hàng bên mình gửi đi các bạn đều sẽ được bóc hàng ra, kiểm tra và test thử hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ lốt phụ kiện ra. Phụ kiện thì sẽ có một cái dây sạc này, một kiện với dây sạc, một tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Ok, và đây nó sẽ có ba cái miếng mắt che như này nhá. Đây, rất là nhiều các bạn hỏi mình là sao nó có đến ba miếng mắt che. Thì mình sẽ giới thiệu từng loại mắt che một. Thứ nhất là cái loại mắt che này thì khi bạn sử dụng các bạn bóc ra, các bạn dán vào đây để ngụy trang vào bên này là kín nhá. Riêng cái miếng bên này là dán vào đây, bóc bằng giấy hai mặt ra, dán vào đây. Còn hai cái miếng này nó để sử dụng, ví dụ các bạn quay ban ngày thì các bạn sẽ sử dụng cái loại đen xì như này, đấy là nó che hết cả hồng ngoại nhá. Đây là bạn sử dụng cái miếng đen này để quay ban ngày nhá. Còn trong trường hợp các bạn quay đêm thì các bạn sử dụng cái miếng trắng này cho mình thì để nó hở cái hồng ngoại ra, nó hở cái hồng ngoại ra thì nó mới quay được ban đêm đó. Hồng ngoại thì khi các bạn quay ban đêm thì nó sẽ không sáng và chỉ bình thường là mình để như này các bạn nhìn thấy thôi, chứ còn buổi tối các bạn sẽ không nhìn thấy được cái mắt cam như này. Đó, đây là công dụng của ba cái mắt che. Thì khi bạn sử dụng thì các bạn có thể bóc ra dán vào và các bạn vẫn có thể sạc được điện thoại, các loại điện thoại như bình thường, các bạn cắm dây vào sạc hoặc là các bạn sạc không dây. Đây, sạc không dây các bạn chỉ cần, với những cái dòng điện thoại mà nó hỗ trợ sạc không dây, các bạn chỉ đặt lên và ấn cái nút vuông vuông này. Đấy, ấn cái nút vuông vuông là sạc, nếu mà nó còn pin thì nó sẽ sạc được luôn. Đó, các bạn thấy không, sạc được ngay đấy, và điện như bình thường nhé. Đó, ok rồi, bây giờ đây nó vẫn còn ít phần trăm pin đây, và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn các bạn sử dụng cái chiếc sạc dự phòng camera này để sử dụng được nó nhé. Để sử dụng được nó thì các bạn cần điện thoại smartphone và các bạn tải cho mình cái ứng dụng là Look Cam về điện thoại. Đây các bạn tải cho mình ứng dụng Look Cam về điện thoại nhá. Và sạc dự phòng mình sẽ hướng dẫn các bạn bật lên này. Các bạn sẽ nhìn ở đây thì nó sẽ có một nút hình vuông, nút hình vuông là để bật sạc dự phòng, sạc cái điện thoại nhá. Ở đây chính là nút bật tắt của camera, bật tắt camera. Đây là khe cắm thẻ nhớ, đây là chân sạc và đây là nút reset nhé. Đấy, mặt ngoài thì là cam thôi. Bây giờ các bạn muốn bật tắt thì bạn dí liền, muốn bật cũng dí liền ở đây mà muốn tắt cũng dí liền ở đây nhé. Đây các bạn nhìn này, bật nó sẽ sáng cái đèn đỏ ở đây như này, đây là đèn báo nhé. Còn trong quá trình sử dụng thì mình có thể tắt cái đèn này đi. Đó, ok, đây là các bạn đã bật khởi động được cam lên rồi nhé. Mình sẽ để như này và trong quá trình khi mình bật lên thì mình tranh thủ là tải cái ứng dụng Look Cam. Khi các bạn đã tải được ứng dụng về rồi và camera mình cũng đã bật lên rồi nhá, thì bước đầu tiên mình sẽ vào phần cài đặt của điện thoại này.
Đó, sau đó các bạn sẽ vào tiếp theo là phần wifi. Đó. Ở trong phần wifi thì khi bạn vào thì các bạn sẽ thấy một cái mã wifi đây, có chữ F đây. Có chữ F ở đầu tiên đúng không ạ? Và không có mật khẩu thì đây chính là cái wifi của cái cục sạc pin dự phòng phát ra giúp mình kết nối điện thoại của mình với cục sạc pin dự phòng. Thì mình sẽ chọn vào cái wifi của chọn vào cái wifi đó. Đó. Rất dễ sử dụng nhé, mình đợi nó kết nối thành công như này, đảm bảo kết nối thành công thì mình vào cái ứng dụng Lookcam này để xem thôi. Đó, không phải cài đặt bất kể cái gì nhá, chỉ cần vào chọn wifi của nó rồi là xem ấn online. Đó. Đây, đang quay ở đây ạ. Chất lượng hình ảnh rất là nét luôn. Đó, mình sẽ zoom lên cho các bạn xem nhé. Đây. Mình sẽ zoom lên cho các bạn cùng xem chất lượng. Đây mới chỉ là chất lượng là 1080 thôi các bạn nhé. Đó, góc quay của nó thì rất là rộng này. Đó, góc quay của nó rất là rộng luôn. Cầu lồi mà, góc quay cầu lồi rất là rộng luôn nhé. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ chọn lên độ phân giải cao hơn. Đây các bạn thay đổi độ phân giải bằng cách ấn vào 1080 này. Chọn 4K. Đó, các bạn nhìn thấy nét hơn không? Và cái này các bạn có thể zoom lên nhé. Đây, có thể zoom lên. Đó, các bạn nhìn thấy khoảng cách mình để rất xa nhưng cái chữ vẫn rất là rõ đúng không ạ? Đó. Đây là quay chữ nó còn rõ như này rồi nhá. Đây, quay chữ nó còn rõ như này rồi nhá thì các bạn quay người thì cực kỳ rõ luôn. Đây, cái thẻ bảo hành nó rất là nhỏ, cái chữ nó bé tí tí này mà nó vẫn soi rất là chi tiết như này. Đó, thì các bạn thấy là đây. Đấy, các bạn thấy là ok chưa? Đó, và trong quá trình sử dụng thì mình có thể thu được cả hình cả tiếng khi mình sử dụng cái cam này. Đó. Các bạn có thể thu được cả hình cả tiếng nhé. Đấy. Và các bạn có thể ghi âm này, chụp ảnh này, quay phim lưu vào bộ nhớ của điện thoại này, hoặc là cái đèn ở đây khi bạn sử dụng các bạn muốn tắt đi nhé. Đây các bạn có thể ấn vào cái bóng đèn xanh trên màn hình đó, tắt đi. Các bạn muốn bật lên thì các bạn lại ấn vào đây là nó bật lên. Và các bạn nào muốn quay đêm, đặc biệt là các bạn nào muốn quay ban đêm thì các bạn phải ấn vào cái bóng đèn, ngay bóng đèn xanh nhé. Đấy. Đây, khi quay đêm thì cái hình ảnh nó sẽ về đen trắng và nó không có màu. Đó, khi quay đêm hình ảnh nó về đen trắng và nó không có màu nhé. Đấy, các bạn lưu ý. Đấy. Tắt quay đêm đi thì nó lại có màu như bình thường. Đó, và chất lượng hình ảnh của nó là full 4K siêu nét luôn. Đấy, các bạn nhìn này. Hình ảnh rất là nét, đây là quay qua một cái màn hình điện thoại rồi nhé. Và các bạn nhìn ở bên ngoài thì nó sẽ rõ hơn rất là nhiều này. Đó, các bạn nhìn ở ngoài rõ hơn rất là nhiều. Thì đây chính là chất lượng hình ảnh của cam, cũng như là nó sẽ thu được cả tiếng các bạn. Đó. Thì rất là nhiều các bạn sợ là cái chất lượng hình ảnh nó không được nét, nhưng mà các bạn yên tâm, cái con cam này quay mình khẳng định với các bạn luôn là rất là nét. Ngoài ra thì các bạn nào mà muốn để kết nối nó để xem từ xa qua điện thoại nhá, thì các bạn sẽ cài đặt. Đây, các bạn ấn vào bánh răng cài đặt này. Sau đó các bạn chọn vào dòng device setting cho mình. Đấy. Tiếp theo các bạn chọn vào cái dòng wifi setting. Ở dòng wifi setting này khi bạn vào thì nó sẽ hiển thị ra những cái tên wifi nơi các bạn đặt cái cam này. Thì các bạn xem các bạn biết mật khẩu của cái wifi nào thì các bạn ví dụ như này, các bạn chọn vào tên wifi đó và các bạn nhập mật khẩu wifi đó vào, sau đó các bạn chọn ok. Rồi các bạn đợi khoảng 2 đến 3 phút nó reboot lại cái thiết bị, sau đó các bạn vào lại ứng dụng là có thể bật 3G 4G xem lên từ xa. Ở ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt mật khẩu cho nó bằng cách ấn vào chữ modify password này. Thì mật khẩu cũ của nó là 123456 và hai cái dòng dưới thì các bạn nhập cái mật khẩu mới các bạn mong muốn vào rồi chọn ok là xong. Cái này bảo mật rất là bảo mật, không ai có thể truy cập được vào camera của các bạn. Đó. Nên các bạn yên tâm sử dụng. Rồi. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt cũng như là sử dụng và xem test chất lượng của chiếc sạc dự phòng H12. Ngụy trang camera này, Thì các bạn nào mà đang có nhu cầu quan tâm tham khảo đến cái dòng sản phẩm camera ngụy trang sạc pin dự phòng H12 thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho mình qua điện thoại Zalo 0942262345. Còn các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn có thể qua trực tiếp một trong hai cơ sở của bên mình để xem hàng và thử hàng trực tiếp tại cửa hàng nhà mình. Đó. Ngoài ra thì tất cả những bạn nào ở xa mà không có thời gian, không có điều kiện đi lại thì
thì bên mình vẫn nhận ship hàng trên toàn quốc. Tất cả hàng bên mình gửi đi thì các bạn đều được bóc hàng ra, kiểm tra và thử hàng trước khi thanh toán. Sản phẩm sẽ được bảo hành 1 năm, trong vòng 1 năm lỗi mình sẽ đổi mới hoàn toàn cho các bạn. Và các bạn nào muốn tham khảo thêm các sản phẩm cũng như là giá công khai của tất cả các sản phẩm thì các bạn có thể truy cập vào website camera quay trộm.net của bên mình để tham khảo các bạn nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.